Thưa quý vị và các bạn, chương trình Trung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện xin phép được bắt đầu. Đội Xí Sọ, các thành viên là những ca sĩ trẻ của nhóm MOM. Các thành viên đều xinh đẹp. Sở thích chung của cả đội là đi shopping và xem phim ma. Mặc dù cả nhóm rất sợ ma, công việc mà cả đội thường xuyên làm chung là ăn hàng và làm đẹp. Và đội Tí Nị, các thành viên là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của thành phố. Sở thích của cả đội là cùng nhau đi xem phim, tập trung tại nhà để nấu ăn và chơi trò chơi. Công việc mà cả nhóm chung sức làm là khám phá tất cả phố phường của Hà Nội và sẽ không bỏ qua các món ăn miền Bắc. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trò chơi chung sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đã thấy, chúng ta đang chuẩn bị theo dõi cuộc thi đấu giữa hai đội Xí Sọ và Tí Nị. Hy vọng rằng với hai cái tên ngộ nghĩnh này, hai đội sẽ đem đến cho chúng ta một buổi giải trí thật là vui, thật là thú vị. Và trước khi chúng ta biết được ai là người chiến thắng để bước vào vòng đặc biệt, liệu đội chiến thắng có giành được giải thưởng đặc biệt của trò chơi hôm nay không? Chúng ta làm quen với từng đội. Xin mời quý vị và các bạn giao lưu cùng đội Xí Sọ. Chào đội trưởng. Chào đội trưởng. Dạ, xin chào anh Tạ Minh Tân. Xin chào các quý vị khán giả ở trường quay hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài. Đến với cuộc chơi hôm nay thì nhóm em tên là Xí Sọ, bao gồm có em là đội trưởng tên là Thi An. Mình là Thiên Trang. Xin chào quý vị khán giả và xin chào anh Tạ Minh Tâm. Đến với cuộc chơi ngày hôm nay thì mình nghĩ vui là chính, còn thắng hay thua thì không quan trọng mà. Nếu như được quý vị khán giả cổ vũ cho hai đội chơi thì không khí của chúng ta chắc có thể là sôi động hơn, phải không ạ? Và đây là thành viên tiếp theo. Dạ thưa anh Tạ Minh Tâm, chào quý vị khán giả, em tên là Băng Trâm, là thành viên thứ ba của đội. Vì đây là lần đầu tiên tham gia chương trình chung sức nên đội em ai cũng rất là hồi hộp. Vì vậy rất là mong được sự cổ vũ của quý vị khán giả dành cho cả hai đội chơi ngày hôm nay. Thành viên thứ tư giới thiệu. Dạ em là thành viên thứ tư của đội, em tên là Anh Phụng và cũng là thành viên men nhất này là đội. Dạ em đến hôm nay, em đến chương trình tham gia chương trình thì mong cũng được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Chúng ta cho một tràng pháo tay ủng hộ đội Xí Sọ. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm. Xin mời quý vị và các bạn làm quen với đội Tí Nị. Tôi thấy các bạn không có thế nào mà bạn có tên này nhỉ? Mời đội trưởng. Em là Thi Dung, ca sĩ. Vĩ Văn lần này tham gia chung sức, Vĩ Văn mong muốn là sẽ gửi đến tất cả các bạn xem đài và những phút thư giãn, những niềm vui nho nhỏ và sẽ mang những cái điều thi vị trong cuộc sống hơn. Chào mọi người. Cảm ơn Hiền Thục đã được dự cái cuộc gọi là một cái game show rất là vui này đã một lần. Và đây là lần thứ hai Hiền Thục được đứng đây và lại được có những giây phút rất là vui cùng với đội bạn. Em tên là Tú Trung. Rất vui được tham gia chương trình Trung Sức mà còn được tham gia cùng đội với tất cả những người anh, người chị mà em thật sự rất yêu thương. Đây thật sự là gia đình của em. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Các bạn biết là điểm thưởng của chương trình chúng ta có giá trị bao nhiêu không? 10.000 đồng, 10.000 đồng một điểm. Các bạn cố gắng ghi được càng nhiều điểm càng tốt. Chúc đội Tí Nị ghi được thật nhiều điểm và đem lại niềm vui thật lớn cho chương trình hôm nay. Chúng ta chuẩn bị bước vào vòng 1. Hai đội trưởng sẵn sàng. Xin mời. Hai bạn bắt tay nhau. Cả hai may mắn. Vòng 1 có 2 câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này để được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời được nhiều người đồng ý chọn làm đáp án. Số điểm của người đáp án chính là số người đồng ý với nó. Và các bạn sẵn sàng nhấn chuông giành quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình. Chúng ta ai cũng sử dụng xe cả. Có người thì đi ô tô, có người thì đi xe máy. Nói chung xe nào cũng có bảng số. Và các bạn hãy trả lời câu hỏi này. Ngoài các biển số xe đăng ký ở thành phố Hồ Chí Minh,
Khi tham gia lưu thông trên đường, bạn thường thấy biển số xe của tỉnh nào khác? Ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì Thi Dung thấy là Biên Hòa rất là nhiều. Biên Hòa! Ngoài biển số xe của thành phố Hồ Chí Minh, khi đi trên đường bạn còn nhìn thấy các biển số xe của tỉnh nào? Em thấy thì hầu như cũng có rất nhiều biển số của các tỉnh khác nhau, nhưng mà để mà đa phần thì em nghĩ sẽ có thêm các tỉnh miền Tây, thì em nghĩ là ở dưới Rạch Giá, Kiên Giang. Rạch Giá, Kiên Giang. Kiên Giang. Câu này có khó chứ các bạn không? Các bạn có nhìn thấy cái biển số xe ở các loại xe lưu thông trên thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy cái số 50 mấy, 60 mấy, 70 mấy là cái số đầu của bảng số, nó thể hiện bảng số xe đó đăng ký ở tỉnh nào. Điều này nếu mà bạn không am hiểu thì có lẽ là khó khăn đối với các bạn. Em thì ít khi nào mà đi trên đường mà nhìn cái bảng số, em nhìn xe nhiều hơn. cho nên là bây giờ trả lời theo cái suy nghĩ của mình, em nghĩ chắc là bảng số của Hà Nội. Hà Nội! Xí soạn, sẵn sàng đi. Tú Trung, câu hỏi như thế này, ngoài các biển số xe đăng ký ở thành phố Hồ Chí Minh, khi tham gia lưu thông trên đường, bạn thường thấy biển số xe của tỉnh nào nữa? Theo em nghĩ thì đó sẽ là Vũng Tàu. Vũng Tàu! Ba rìa Vũng Tàu. Mời đội trưởng. Trời sao ở đây có tới 8 câu trả lời nhưng mà thực sự là rất khó. Bây giờ chắc chắn là một điều là em biết và em đã chạy, đó là biển số xe Đà Nẵng. Vì em là người Đà Nẵng cho nên xe Đà Nẵng. Đà Nẵng. Tại vì quê bạn ở Đà Nẵng, bạn mang chiếc xe từ Đà Nẵng vào. Những người khác thì ở Đà Nẵng vào, người ta mua xe thành phố Hồ Chí Minh. Đội trưởng còn rồi, đội trưởng sẵn sàng nhé. Bạn thì riêng bạn mà nghĩ đó là bạn xe của tỉnh nào? Dạ Phan Thiết ạ. Phan Thiết. Bạn? Dạ em nghĩ là Long An. Long An. Bạn? Tỉnh nào, thành phố nào có những cái bảng số xe đang lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em nghĩ là Lâm Đồng ạ. Lâm Đồng. Đội trưởng. Dạ em cũng nghĩ là Lâm Đồng ạ. Lâm Đồng. Và đó là câu trả lời của đội. Dạ vâng, đó là câu trả lời của đội. Chúng ta nghe lại câu hỏi và xem đáp án. Ngoài các biển số xe đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh, khi tham gia lưu thông, bạn thường thấy biển số xe của tỉnh, thành phố nào khác? Lâm Đồng! 44 điểm thuộc về đội Tini! Ta xem đáp án thứ hai, bảng số xe của Tiền Giang. Bảng số xe của Bà Long An. 5. Bình Dương. 6. Bến Tre. 7. Tây Ninh. 8. An Giang, Khánh Hòa. Và ngay sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Xin mời. Mời bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 7 câu trả lời đã được chọn làm đáp án. Đó là 7 ý kiến được nhiều người đồng ý. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng ý. Mời hai bạn sẵn sàng để giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bản điểm cho đội mình. Bạn hãy nêu tên một loài bò sát mà theo bạn nhiều người biết đến. Em nghĩ là rắn. Theo luật thì các bạn chưa được trao đổi với nhau đến khi nào được quyền hội ý. Hiền Thục, bạn sợ loài bò sát không? Dạ sợ. Sợ. Bạn thường gặp loài bò sát nào mà bạn sợ? Em thấy ở trên tường nó hay có nhiều con thằn lằn. Nhiều con thằn lằn. Dạ, thì em nghĩ chắc là dạ thằn lằn. Câu hỏi là bạn hãy nêu tên một loài bò sát mà nhiều người biết đến. Bạn có chọn con thằn lằn? Dạ, em chọn con thằn lằn. Con thằn lằn. Một loài bò sát nhiều người biết đến đó là con gì? Theo em nghĩ là con cá sấu. Con cá sấu.
Chúc mừng bạn, đó là đáp án được nhiều người đồng ý nhất nè. Bò sát à? Con gì nữa nào bạn Thi Dung? Loài bò sát hả thầy? Loài bò sát được nhiều người biết đến, đó là con gì? Con kỳ nhông. Con kỳ nhông. Có con kỳ nhông. Quý bạn. Ờ, bò sát hả? Em biết con này có được tính không? Tại con này nó to lắm. Ờ, em nghĩ chắc là khủng long. Khủng long. Loài bò sát được nhiều người biết đến. Con khủng long rất ấn tượng. Đúng, tôi cũng đồng ý với bạn. Nếu là tôi cũng chọn đáp án này. Em thấy nó to quá. Xem, chúng ta xem, chúng ta xem có ai nghĩ giống như bạn không? Khủng long. Rõ. Đội sĩ soạn Đức Việt hội ý. Một loài bò sát được nhiều người biết đến. Tương tự như là con thằng lang được nhiều người biết đến rồi. Còn con gì nữa đâu? Tắc kè. Con tắc kè. Thằng lang cũng tắc kè. Cũng loài bò trên tường. Tắc kè. Hay quá. Nào, nói chung một loài bò sát được nhiều người biết đến đó là con gì? Hồi nãy chị Thi Dung nói là con kỳ nhông sai, nhưng em nghĩ con kỳ đà chắc đúng. À, kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ nhông là ông kỳ đà, mà ông không có thì có cháu không? Để coi. Kỳ đà! Không có, ông cháu kỳ đà đều không có trên cái bảng này đâu. Chứ có. Con gì? Con khác nào mà bạn nghĩ là nhiều người biết đến? Dạ, con trăng ạ. Con trăng. Nghĩa là con sâu. Con sâu. Dạ em nghĩ là con sâu. Con sâu. Đội trưởng, quyết định đi. Vâng, em nghĩ là con trăng à. Con trăng. Con trăng và con sâu. Con sâu và con trăng. Quyết định của đội trưởng là chọn con trăng, không chọn con sâu. Sâu, sâu là loài bò sát phải không? Sâu là bò sát à? Sâu là côn trùng phải không? Trang. Hey, chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn đã có 92 điểm trong câu hỏi này. Con gì số 4? Con gì nữa? Nói thử xem coi. Con rắn mối. Không biết thì cái bạn này cho biết ngay. Bấy. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy kết quả của vòng 1. Tí Nị 44 điểm, dẫn trước là Trí Thọn 92 điểm. Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức chúng ta bước sang vòng thứ 2 với sự bắt đầu của thành viên thứ 3 của hai đội. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn. Ở vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 7 đáp án là chờ các bạn giải. Đó là ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng ý với nó. Các bạn sẵn sàng nhé. Ngoài xe đạp, xe máy, xe ô tô, bất chợt kể tên vật dụng phương tiện khác có gắn bánh xe. Dạ em nghĩ là xe xích lô. Xe xích lô. Hay lắm. Mời hai bạn trở về vị trí. Không kể xe máy, xe đạp, xe ô tô. Cái gì có gắn bánh xe nè bạn? Dạ xe ba gác. Xe ba gác. Đâu trước. Còn cái gì nữa bạn? Xe xích lô, xe ba gác. Bàn làm việc. Bàn làm việc. Bàn để máy vi tính đó. Đúng. Cũng hay gắn bánh xe. Đúng. Bạn nói thoát đầu thì nhiều người hơi giật mình tí, nhưng mà nhớ lại thì đúng, chính xác. Bạn làm việc có gắn bánh xe, nhưng mà phải gài lại không nó chạy lung tung, như làm việc nó chạy đi. Bạn máy vi tính. Nghĩ rằng. Em nghĩ cái xe mà nhiều bánh nhất là xe lửa. Xe lửa. Quá nhiều bánh nữa là khác. Xe lửa. Chí Soạn hội ý đi các bạn. Nhìn thường. Ngoài xe đạp, xe máy, xe ô tô, vật dụng phương tiện nào có cái bánh xe? Em nghĩ là xe ngựa.
Đúng rồi, xe ngựa. Nhưng mà có đúng ở đây không? Xe ngựa. Đúng. Còn gì nữa nào, Tiến Trung? Theo em nghĩ thì chắc là xe lam. Xe lam. Xe lam. Có. Được chưa? Dù cho họ biết ba đáp án trên bảng là cái gì. Vật dụng phương tiện nào có gắn bánh xe. Sợ quá. Vì thấy có cái bàn ở nhà làm việc có gắn bánh xe. Và bây giờ nếu mà phương tiện đi lại thì Thi Dung nghĩ rằng xe lăn cũng là xe có gắn bánh xe. Xe lăn. Xe lăn của người tàn tật. Tàn tật. Dạ. Một vật dụng phương tiện có gắn bánh xe. Chỉ như xe lăn không có bánh xe sao mà lăn. Xe lăn. Đi sợ. Vật dụng phương tiện nào có gắn bánh xe? Dạ, em nghĩ là xe đẩy. Xe đẩy. Em nghĩ là máy bay. Máy bay. Đúng rồi, nó bay trên trời chỉ có bánh xe đấy. Dạ, em nghĩ là xe lăn. Xe lăn. Đâu chứ? Vâng, và em nghĩ là máy bay. Máy bay. Quyết định là máy bay. Thường thường á, máy bay người ta nghĩ nó bay chứ ít khi nào người ta nghĩ nó chạy. Thế cho nên là không biết là có ai nghĩ giống như bạn không. Một vật dụng phương tiện có gắn bánh xe. Đúng là chiếc máy bay phải có bánh xe thì nó mới chạy trên đường băng được. Máy bay. Hey, chúc mừng các bạn. Các bạn rất hay, rất lạ mà lại đúng. 55 điểm dành cho các bạn. Xin mời đội Tí Nị cùng tất cả mọi người xem đáp án thứ hai. Xe bò. Có xe ngựa thì phải có xe bò à? Phải. Vali. Có phải không? Cái vali có cái bánh xe. Kết quả sau vòng thứ hai, Tí Nị vẫn 44 điểm. Dẫn trước là Chí Còn 147 điểm. Kính thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta hôm nay bước sang vòng thứ 3. Xin mời thành viên thứ 4 của hai đội. Chúc cả hai may mắn. Có một câu hỏi trong mục này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 5 đáp án thôi. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng ý với nó trong cuộc khảo sát câu hỏi này. Và các bạn biết đây là vòng thi có số điểm nhân 2. Ráng lên nha Thi Nị, cố gắng. Nếu các bạn giành được toàn số điểm của câu này có thể số điểm sẽ lên đến 200 điểm. Cố gắng lên nhé. Bạn thấy cửa hàng hoặc tiệm bán sản phẩm gì thường có dùng gương soi? Dạ, tiệm hớt tóc. Tiệm hớt tóc. Cửa hàng hoặc tiệm bán sản phẩm gì thường có gắn gương soi? Dạ, quần áo. Quần áo. Hãy lắm ơi, hai bạn trở về vị trí. Bạn hay đi mua sắm không? Dạ, cũng có. Thường đi mua sắm cái gì? Thường thì đi mua quần áo. Quần áo. Đi mua siêu thị thì thường đi mua vật dụng gia đình. Vật dụng gia đình. Bạn đã qua nhiều cửa hàng, bạn thích đi mua sắm, bạn thích shopping. Bạn thấy cửa hàng nào thường gắn gương soi? Em nghĩ chắc là tiệm may, may đồ. Tiệm may đồ. Tiệm may. Ý bạn. Thế em nghĩ bạn thấy cửa hàng hoặc tiệm bán sản phẩm gì thường có dùng gương soi? Em nghĩ là bán vàng. Bán vàng bạc đá quý. Vàng bạc đá quý. Chí Soạn được quyền hội ý. Em nghĩ là chỗ bán giày dép. Giày dép. Tôi cũng thấy có gương soi ở chỗ bán giày dép. Các bạn này có thấy không? Giày dép. Đúng. Có. Cuối cùng, cửa hàng hoặc tiệm bán sản phẩm gì
thường có dùng gương soi. Em nghĩ là tìm mắt kiến. Hoàn toàn hợp lý. Cái bản này có đồng ý hay không? Gương. Mời Thi Dung. Các bạn hãy ủng hộ cho Thi Dung và ủng hộ cho đội Tí Nị nha. Thi Dung nghĩ rằng đáp án tiếp theo của Thi Dung chọn là tìm mỹ phẩm. Tìm mỹ phẩm. Cửa hàng bán sản phẩm gì thường được dùng gương soi? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Còn đáp án số 4, cố gắng lên bạn. Nghe cố gắng lên. Tình hình sẽ thay đổi, sẽ đảo ngược tình hình lại nếu các bạn giành lấy số điểm của vòng này. Em nghĩ vô cửa hàng em muốn soi gương thì em nghĩ chắc là tiệm bán nón cũng phải có gương. Hay quá. Nón, cửa hàng nón có dùng gương soi. Hay quá. Quý vị và các bạn thấy tình thế đã đảo ngược. Xí sòn, số điểm cũ 147 điểm. Và hiện giờ dẫn trước là Tí Nị 244 điểm. Thưa quý vị và các bạn, vòng quan trọng giữa hai đội sắp diễn ra. Đó là vòng thứ tư. Chúng ta sẽ biết được ai là đội chiến thắng, đội nào sẽ là đội bước vào vòng đặc biệt. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa, xin mời. Mời bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Lần này chỉ có 5 đáp án thôi. Đó là ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Mà các bạn cũng đừng quên, đây là vòng thi có số điểm nhân 3. Xí sợn. Đảo ngược tình thế lại xem nhé. Dạ, em sẽ cố gắng. Giống như là Tí Nị đã làm. Rung quá, thầy ơi. Chương trình chúng ta thêm thú vị, sôi động, hấp dẫn. Sẵn sàng. Mắt ta thường cảm thấy khó chịu khi nhìn vào cái gì? Mời bạn. Dung nghĩ rằng là nhìn thấy ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng, sáng gì bạn? Như là mặt trời, chẳng hạn. Mặt trời. Ánh sáng mặt trời. Mời hai bạn trở về. Ta sẽ khó chịu khi nhìn vào cái gì? Em nghĩ mắt em thường hay khó chịu khi mà nhìn vô cái màn hình vi tính. Nhìn vào màn hình vi tính. Bạn Vĩ Văn trả lời là mắt chúng ta sẽ khó chịu, mắt của bạn sẽ khó chịu khi nhìn vào màn hình vi tính. Màn hình vi tính. Kết thúc. Phát huy rồi nào bạn, cố gắng trả lời thật hay. Dạ, em thì thường đứng trên sân khấu. Và mỗi lần đứng trên sân khấu thì thấy cái ánh đèn nào mà nó chớp tắt nhiều quá, nó lòa mắt quá thì là sẽ khó chịu. Cho nên đó là những cái bóng đèn. Bóng đèn. Mắt chúng ta sẽ khó chịu khi nhìn thẳng vào bóng đèn. Đó là ý kiến của Hiền Thục. Và có phải là ý kiến của cái bản này không? Bóng đèn. Theo em thì người ta sẽ bị khó chịu khi nhìn vào các tấm hình không gian ba chiều, ảo ảnh. Câu trả lời có vẻ ấn tượng và hơi đặc biệt một tí. Chúng ta xem có mấy người nghĩ giống như bạn. Nhìn vào những tấm ảnh không gian ba chiều. Ảnh không gian ba chiều. Đội trưởng Thị Dung, hãy trả lời câu hỏi. Mắt ta thường thấy khó chịu khi nhìn vào cái gì? Theo Dung nghĩ thì là mắt ta mà nhìn vào lửa rất là nhiều thì cũng hơi khó chịu. Nhìn cho nên là, nhất là những cái tia lửa hàn đấy thì nó khó chịu. Nhìn vào lửa nhiều khó chịu, mà cụ thể là lửa hàn. Đúng là nhìn vào lửa hàn thì rất là nguy hiểm cho mắt. Lửa hàn. Mời Sĩ Soạn hội ý. Sĩ Văn. Em nghĩ mắt em khó chịu khi mà em nhìn vào cái bếp mà khói nhiều quá. Khói bếp. Nhìn vào khói bếp. Khói bếp. Nhìn vào khói bếp. Bạn có thường nhìn vào khói bếp không? Đôi khi bất chợt mình cũng có cái tình trạng đó. Đúng là như thế, vì nhìn vào khói thì nó cay mắt, khói vào mắt thì cay lắm.
ta phải khóc đấy. Dạ. Phải không? Chảy nước mắt giống như khóc đấy. Dạ đúng. Nhưng mà để coi cái bảng này có đáp án của bạn hay không nhé. Nhìn vào khói. Chị Sòm ơi, quý vị nha các bạn, mắt ta thường cảm thấy khó chịu khi nhìn vào cái gì? Dạ nhìn vào đèn xe mô tô. Nhìn vào đèn xe, nhìn vào cái gì nữa? Tia laser. Nhìn vào tia laser là hỏng mắt luôn đúng không? Nào mời bạn. Dạ em nghĩ cũng là ánh sáng tia laser. Tia laser bạn. Vâng, và em nghĩ là ánh sáng của tia laser. Nhìn vào ánh sáng tia laser. Đó là đáp án của đội bạn. Dạ. Chắc chưa? Nhìn vào đèn xe phải không? Rồi nhìn vào ánh sáng tia laser có hai ý kiến thôi. Và số đông là nhìn vào ánh sáng tia laser. Số ít là ánh sáng đèn ô tô. Chúng ta xem các ca sĩ chúng ta thì thường trên sân khấu. Và trên sân khấu thì có khi là có ánh sáng laser. Ánh sáng laser là khó chịu. Đó có phải là ý kiến của nhiều người không? Mặc dù đó là số đông của đội Tia Xí Soạn, nhưng có phải đó là số đông của mọi người không? Ánh sáng laser. Hai trăm không một điểm thuộc về đội Tí Nị. Các bạn hãy xem đáp án thứ 4. Còn nữa, còn một đáp án nữa. Xem. 5. Đèn xe. Chưa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã rõ ai là đội chiến thắng. Ai? Tí Nị 505 điểm. Các bạn có nhiêu điểm? Dạ 147 điểm. Đó là 1.470.000 đồng. Đủ để liên hoan, phải không? Dạ. Xin mời các bạn nhận quà của nhà tài trợ. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Cảm ơn các bạn đã có một giải thưởng tương đối lớn, khá lớn, 505 điểm, đó là 5.500.000 đồng. Một giải thưởng 10 triệu đồng nữa đang chờ các bạn quý vị hai thành viên vào môn đặc biệt để giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng. Mời các bạn nhận trước phần quà của nhà tài trợ. Đi của tôi. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi vòng đặc biệt của trò chơi chung sức với hai thành viên của đội Tí Nị. Xin mời. Đội của các bạn đã có giải thưởng 5.050.000 đồng. Và nếu các bạn trả lời được 200 điểm trong vòng này, giải thưởng 10 triệu đồng sẽ tiếp tục thuộc về các bạn. Có 5 câu hỏi trong vòng này, lần lượt hai bạn đều trả lời. Ai trả lời trước? Ai trả lời trước nào? Bạn ngoài trong chờ đợi. Thì cũng có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này. Cố gắng tận dụng cho tốt nhé. Câu nào cảm thấy hơi lúng túng, khó tìm ra một đáp án thì bạn nhanh chóng nói bỏ qua. Tôi sẽ đọc lại khi thời gian còn cho phép. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong không nghe được những câu trả lời của bạn ngoài này. Đó là luật của trò chơi chung sức. Và bạn sẵn sàng. 20 giây sẽ bắt đầu được đếm ngược sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất nào. Máy móc thiết bị nào khi hoạt động yêu cầu bạn phải bỏ đồng xu vào? Điện thoại. Nêu tên một loại sâu bọ chúng ta thường bắt gặp. Dán. Hãy kể một lợi ích khi đi xe buýt. Đỡ tốn tiền. Người ta thường cần tư vấn trong trường hợp nào? Đổ vỡ trong tình yêu. Hãy kể món ăn mà thành phần của nó có trứng chiên. Bán thì sao? Trả lời rất nhanh và chúng ta sẽ biết bạn ghi được bao nhiêu điểm. Xin mời bạn quay lại. 5 câu trả lời này liệu sẽ được bao nhiêu điểm nhỉ? Bạn thấy, bạn có thể tự đoán được không? Em nghĩ là khoảng 4/5 câu hỏi. Khoảng bao nhiêu điểm? 80 điểm. 80 điểm. Kiêm tốn thế rồi. Câu thứ nhất. Máy móc thiết bị nào khi hoạt động yêu cầu bạn phải bỏ đồng xu vào? Bạn nói đó là cái máy điện thoại. Có bao nhiêu người nghĩ giống như bạn nào? Khảo sát 20 người. Câu thứ hai.
Nếu tới một loại sâu bọ chúng ta thường bắt gặp, bạn nói đó là con gián. Con gián có ai nghĩ như thế không? Không có ai nghĩ. Không ai nghĩ là người ta không nghĩ gián là loài sâu bọ. Trong cuộc khảo sát này người ta nghĩ như thế. Câu thứ ba, hãy kể một lợi ích khi đi xe buýt. Bạn trả lời là đỡ tốn tiền. Đỡ tốn tiền. Chắc là nhiều người nghĩ đến cái đáp án này lắm đấy. Khảo sát 19 điểm. Câu thứ tư, người ta thường cần tư vấn trong trường hợp nào? Bạn nói là đổ vỡ trong tình yêu. Trong trường hợp này thì cần phải có một người chia sẻ và nói chung là giúp cho mình những cái ý kiến để mình vượt qua cảm xúc này hả? Khảo sát 28 điểm, rất hay. Thứ năm, để món ăn mà thành phần của nó có trứng chiên, và nó đó là món bánh pizza, và mấy người biết đến nào? Hai người, tổng cộng có 69 điểm, chưa đạt tới 80 nhưng mà tương đối. Mời bạn trở về vị trí để đồng đội của bạn tiếp tục. Xin mời thành viên thứ hai. Bây giờ đến lượt bạn đây, bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn. Bạn có 25 giây, nhiều hơn đồng đội bạn 5 giây. Bởi vì bạn phải thực hiện một việc khó hơn, đó là không được trả lời chung ý với đồng đội của mình. Nếu mà bạn trả lời chung ý thì bạn sẽ bị nhắc nhở ngay. Đó là tín hiệu nhắc nhở. Khi nghe tín hiệu đó bạn phải hoặc là thay đổi đáp án khác nhanh, hoặc là bạn nói cho qua, tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Dạ. Bạn sẵn sàng nhé, nhìn về phía trước và tập trung trả lời. 25 giây của bạn sẽ bắt đầu được đếm ngược sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Máy móc thiết bị nào khi hoạt động yêu cầu bạn phải bỏ đồng xu vào? Máy nước ngọt. Nếu tên một loại sâu bọ chúng ta thường bắt gặp? Rắn. Hãy kể một lợi ích khi đi xe buýt. Tiết kiệm. Nhanh. Người ta thường cần tư vấn trong trường hợp nào? Hôn nhân. Hãy kể một món ăn mà thành phần của nó có trứng chiên. Bánh mì ấp la. Bạn trả lời rất nhanh, và chúng ta còn rất nhiều thời giờ để quay lại từ xem kết quả. Đội của bạn hiện đang có 69 điểm. Bạn thực hiện được 131 điểm nữa sẽ có 10 triệu. Câu thứ nhất, máy móc thiết bị nào khi hoạt động bạn phải bỏ đồng xu vào? Và trả lời là máy bán nước ngọt. Máy nước ngọt. Nhưng chúng tôi hiểu đây là cái máy bán nước ngọt đúng không? Khảo sát 36 điểm. Nêu tên một loại sâu bọ chúng ta thường bắt gặp, bạn nói đó là con rắn. Sâu bọ mà chúng ta thường gặp. Tôi hiểu ý bạn rồi, bạn cho rằng con rắn là con sâu to chứ gì. Hay, ý kiến rất táo bạo và độc đáo. Nào, chúng ta xem có mấy người nghĩ giống như bạn. Khẩu xế. Không có ai. Ở câu thứ nhất, bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là máy nước ngọt. Và con rắn của bạn không có điểm nào, con gián cũng không điểm nào. Nhưng nếu bạn trả lời là sâu róm thì có 31 người đồng ý với bạn. Câu thứ ba, hãy kể một lợi ích khi đi xe buýt, thì bạn nói đó là lợi ích về nhanh. Mấy người nghĩ như bạn nào? 5 người, các bạn nữa là 6 người. Câu thứ ba, bạn ghi được 5 điểm. Nhưng nếu bạn muốn có số điểm là 41 điểm thì bạn phải trả lời là rẻ tiền. Đỡ tốn tiền với 19 điểm thôi, rẻ tiền mới là 41 người đồng ý. Đó là lợi ích khi đi xe buýt. Và đây là câu thứ tư, người ta thường cần tư vấn trong trường hợp nào? Bạn trả lời là hôn nhân. Bạn có đi tư vấn trong kỳ này chưa? Chưa. Mà sẽ đi. Sẽ đi. Sắp đi. Chừng nào đi? Em không biết. Không biết. Khảo sát 12 người nghĩ giống như bạn. Và có đến 32 người trả lời là
người ta cần đi tư vấn trong trường hợp đi xin việc làm. Đi xin việc làm có tới 32 người trả lời như thế. Câu cuối cùng, bạn có 122 điểm rồi, còn 78 điểm nữa. Câu này ráng được 79 điểm nha. Hãy kể một món ăn mà thành phần của nó có trứng chiên. Bạn nói là ốp là bánh mì ốp là. Khảo sát. Nếu mà bạn trả lời là cơm Dương Châu có 31 điểm, cũng không đủ điểm để chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện trong tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn FC đã cùng chung sức với chúng ta trong trò chơi hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn 8 giờ tối thứ ba tuần sau.